trước giờ mọi người rất là thắc mắc là Harry với Trấn Thành rất là bận rộn nhưng mà không biết là dưỡng da như thế nào. Thì hôm nay Harry sẽ chỉ bí quyết cho các bạn nhé. Đó là Mio Skin xịt dưỡng tế bào gốc sẽ cung cấp độ ẩm giúp cho da bạn căng bóng và đàn hồi. Đây là một phương pháp dưỡng da bằng tế bào gốc cấp tốc dành cho những người bận rộn. Sản phẩm này là đến từ Hàn Quốc. Lần đầu tiên Harry và Trấn Thành dùng thì mình cứ tưởng là đây là xịt khoáng bình thường mà thôi. Nhưng ai dè sau này mình cảm nhận được là serum này có thể thay thế các bước dưỡng da hàng ngày. Nói chung nó rất là phù hợp cho những người bận rộn, hay di chuyển và cả nam giới nữa. Và đặc biệt trong thời gian này, Mio Skin sẽ có rất nhiều những chương trình khuyến mãi dành cho các bạn. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với fanpage Mio Skin Trading, mỹ phẩm dành cho người lười và các đại lý gần nhất. Mio Skin, xịt dưỡng tế bào gốc, giúp da mạnh khỏe, tươi trẻ cả ngày.